Bạn Vũ Trường có đặt một câu hỏi là anh ơi, em đang tập chơi gỗ lũa thì anh xem là chơi gỗ lũa thì cần lưu ý những điều gì? Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn Vũ Trường nhé. Thì trước khi trả lời câu hỏi của bạn Vũ Trường là chơi gỗ lũa cần lưu ý những gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem gỗ lũa là gì nhé. Vâng, thì trước tiên thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau. Thì cái gỗ lũa thì nó là cái thân cây, cái phần thân cây hoặc là gốc cây của những cây cổ thụ lâu năm. Nó chết thì dưới tác động của cái ngoại lực, ví dụ như là dòng nước này hoặc như là gió bão này, thì nó sẽ hình thành lên gỗ lũa. Đấy, và thường thì gỗ lũa là được hình thành trên những cái loại gỗ quý nhóm 1 như là gỗ đinh, chai, nghiến, lim, vân vân, rất nhiều loại có thể hình thành nên gỗ lũa nhé. Cái ưu điểm chính của cái loại gỗ lũa này thì là nó là cực kỳ cứng, rất là cứng, và nó không bị mối mọt hay là mục nát, bởi vì là nó đã bị tác động của thời tiết như là nước suối này hoặc là dưới bùn đất hoặc là gió thổi rồi. Thì là khi chúng ta sưu tầm khai thác gỗ lũa này về chơi thì nó sẽ không thể bị mục nát cũng như là mối mọt nữa, nên là nó rất giá trị theo thời gian, nó rất là bền. Cái gỗ lũa và nó giá trị nữa ở cái chỗ là mỗi một cái khúc gỗ lũa thì nó lại có một cái hình thù khác nhau, là độc nhất vô nhị. Và gỗ lũa có mấy loại thì hiện tại theo như tôi được biết ấy, thì là gỗ lũa là nó có 3 loại chính. Cái loại thứ nhất là cái loại hình thành từ mưa gió. Cái loại này thì là nó dễ khai thác nhất và nó là loại cứng nhất. Nó với cái màu sắc của nó là màu sắc tự nhiên, do là nó không bị ảnh hưởng bởi là bùn đất, cũng như là nó giữ được cái màu sắc tốt và khiến cái đường vân nó thì là vô cùng độc đáo, vô cùng là đẹp các bác nhá. Cái loại thứ hai là cái loại lũa ở sâu dưới lòng đất. Loại lũa sâu dưới lòng đất thì cái loại này thì được tạo nên và giữ nguyên cái đặc tính của gỗ, do là nó nằm sâu dưới lòng đất, không bị tác động nhiều. Cái loại này thì rất khó tìm và cũng rất khó khai thác, do là nằm sâu dưới lòng đất. Khi chúng ta khai thác lên thì có thể là đào bới làm gãy những cái cành nhỏ đó thì mất đi cái giá trị. Và thường cái loại này là cái loại cái giá thành nó sẽ là giá thành cao nhất, cái loại gỗ lũa nằm dưới lòng đất này các bác này. Cái loại gỗ thứ ba là cái loại lũa gỗ ở dưới bùn. Loại này thì thường có màu nâu đen và đây là cái loại lũa rẻ nhất và thường được người ta là sử dụng để điêu khắc chạm trổ lên. Cái loại này thì là giá thành nó cũng ở mức trung bình thôi. Loại này thì mức bình thường, rất dễ khai thác và nó nằm ở những cái vùng đầm lầy hay là những cái vùng bùn đất ẩm. Đó. Quay trở lại với câu hỏi của bạn là để chọn được một gỗ lũa đẹp thì chúng ta cần lưu ý gì? Thì nó sẽ gồm 3 cái yếu tố cơ bản như sau. Cái thứ nhất ấy, là bạn sẽ lưu ý là cái loại gỗ mà nó hình thành nên gỗ lũa ấy, thường là cái loại gỗ nhóm 1, và nếu mà cái cây gỗ mà nó hình thành cái gỗ lũa nó càng là loại gỗ quý ấy, thì nó sẽ cho ra cái gỗ lũa thì càng giá trị. Đó, gỗ lũa càng giá trị. Tiếp theo là cái kích thước của nó. Cái kích thước mà nó càng lớn đó là nó sẽ đi đôi với là khai thác khó khăn này, cũng như là nó hiếm và nó hình thành từ những cái cây cổ thụ lớn ấy. Đó thì là nó sẽ cũng là rất là giá trị nhá. Đó, còn cái yếu tố cuối cùng ấy thì là về cái yếu tố là cái hình dáng của nó. Nếu mà bạn tìm được một cái khúc gỗ lũa mà nó có thể hình dáng nó độc đáo đi, nó có thể liên tưởng chúng ta có thể hình thù giống một cái con linh vật hoặc là một cái đồ vật gì đó trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, ví dụ những con linh vật hoặc là những cái hình thù như những cái cây cổ thụ ấy, thì là cái giá trị của nó sẽ rất là cao. Đó, thì là qua đấy tôi cũng chia sẻ với các bạn Vũ Trường một chút kinh nghiệm để chơi gỗ lũa để các bạn có thể tham khảo. Đó, bạn nào mới tập chơi gỗ lũa thì cũng như là có thể tìm hiểu biết về gỗ lũa nó là gì, cũng như là yếu tố nào tạo nên một cái gỗ lũa giá trị. Rồi, rất cảm ơn mọi người nhé. Mọi người nào có câu hỏi thì có thể bình luận phía bên dưới để mình có thể giải đáp thắc mắc về tất cả câu hỏi. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.